Trước dịp lễ Tết 2021, do nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao, nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến việc người điều khiển phương tiện sử dụng chất kích thích như rượu, bia, chất ma túy, gây ra những vụ tai nạn thảm khốc, ảnh hưởng đến xã hội, bản thân và các gia đình người bị tai nạn, lực lượng thanh tra giao thông thành phố Hà Nội phối hợp cùng bến xe Mỹ Đình tổ chức tuyên truyền phổ biến luật phòng chống tác hại rượu bia tới các tài xế. Cái bia rượu bên công ty chúng tôi là cũng nghiêm cấm về sử dụng, ngay kể cả khi anh em khi bước chân lên lái xe, điều khiển phương tiện trong công ty đều không có trong cơ thể có một tí nồng độ cồn. Thì bắt đầu công ty chúng tôi đảm bảo khi an toàn tham gia giao thông từ Lào Cai về Hà Nội là phải đảm bảo an toàn giao thông là trên hết. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội, chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội, vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam, triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Vin Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vin Group. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn hướng dẫn một số quy định mới ban hành trong năm 2019 cho các lái xe về các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của rượu bia như xúi giục, kích động, ép buộc người khác uống rượu bia hay cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về tác hại của rượu bia. Tôi thấy việc tuyên truyền cho anh em lái xe không uống rượu bia khi tham gia giao thông là việc rất cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại dịp cuối năm. Đặc biệt là những dịp lễ Tết, phương tiện và người tham gia đông ở trên bến xe, trường hợp thường xuyên chúng tôi phải tuyên truyền nhắc nhở. Trong trường hợp lái xe có sử dụng rượu bia thì sẽ đình chỉ phương tiện. Đặc biệt, cuộc vận động phải mang tính thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động của đội ngũ lái xe, góp phần mang lại hiệu quả công tác, sản xuất kinh doanh và công tác đảm bảo an toàn giao thông. Trong thời gian tới, lực lượng thanh tra giao thông thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường, thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định 100/2019 NĐ-CP. Trong đó, chú trọng xử lý vi phạm nồng độ cồn.